Xin chào mọi người. Sau một thời gian dài trở lại, mình mang đến cho mọi người một sản phẩm mới từ iCamera. Mình nghĩ là cái sản phẩm này sẽ phù hợp với các bạn là nữ hơn, hoặc là đôi khi có thể là bạn nam nào nếu mà yêu thích cái công việc live stream thì cũng có thể quan tâm cái sản phẩm này nhé. Sản phẩm mà mình nói đến đó là một bộ đèn LED ring. Chắc hẳn là cái sản phẩm đèn LED ring thì không còn xa lạ với mọi người nữa rồi. Tuy nhiên là trên thị trường hiện tại thì hầu hết đều là các loại đèn LED ring chuyên nghiệp với kích thước khá là lớn. Thì cái bộ sản phẩm này của mình đảm bảo sẽ đầy đủ các yếu tố gọn nhẹ, dễ sử dụng mà lại hiệu quả. Mã sản phẩm của nó là ZD666 các bạn nhé. Mình đang mở hộp cái sản phẩm đèn LED ring ngày hôm nay. Kích thước chỉ khoảng 26 cm, đường kính khoảng 26 cm. Đi kèm sản phẩm thì sẽ là một chiếc chân để đỡ đèn như thế này. Lúc đầu sử dụng thì mình cũng thấy hơi vướng vì chiếc chân này hơi to. Tuy nhiên là cái sản phẩm chân như thế này nó sẽ phù hợp hơn nếu như mà các bạn cần sử dụng trong cái việc mà live stream lấy bán thân. Hơn nữa là cái chân này thì nó sẽ rất là chắc chắn. Ngoài ra thì mình có một chiếc kẹp điện thoại ở đây như này. Lát nữa thì mình sẽ gắn thử cho các bạn xem. Hầu hết các loại đèn LED ring khác thì nó chỉ có sẵn đèn thôi mà không bao gồm cái phần gắn điện thoại này, nên là thường khá là bất tiện. Mình sẽ mua thêm các cái phụ kiện đi kèm. Tuy nhiên là cái sản phẩm này thì nó sẽ tích hợp sẵn luôn. Đặc điểm tiếp theo mà mình rất thích ở cái bộ đèn này đó các bạn ạ. Không chỉ bởi vì nó nhỏ gọn đâu, mà còn vì cái sự tiện dụng của nó nữa. Bình thường thì các loại đèn khác thì mình sẽ phải cắm thông qua cái nguồn điện 220V. Tuy nhiên thì với cái bộ đèn LED ring này, mình có thể sử dụng nó với một cục sạc dự phòng. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn luôn để thử cho các bạn. Trên cái bảng điều khiển này sẽ có 4 nút chọn, thì các bạn bấm vào nút on off để khởi động đèn. Cái nút tiếp theo có dấu trừ để tăng giảm cường độ của đèn. Các bạn nhìn. Mình sẽ giảm min luôn. Cái nút tiếp theo nữa thì nó sẽ cho phép các bạn là đổi cái màu đèn. Cái đèn này thì nó có thể thay đổi được với 3 cái màu sắc là màu trắng ấm và màu vàng. Tùy là bạn quay trong cái môi trường điều kiện ánh sáng như thế nào thì mình sẽ chọn cái màu sắc phù hợp, hoặc là chọn cái màu sắc phù hợp với da người. Đây là màu trắng này, màu vàng này và màu trắng ấm. Cái công tắc cuối cùng thì có dấu cộng, thì tất nhiên rồi nó sẽ là để tăng cái cường độ ánh sáng lên. Mình sẽ tăng tối đa luôn. Ở trong đây thì cái phòng của mình khá là sáng nên là các bạn không cảm nhận được là nó sáng đến mức nào. Lát thì mình sẽ test trực tiếp trên điện thoại cho các bạn xem thử. Và không để các bạn phải đợi lâu nữa thì bây giờ mình sẽ trực tiếp trải nghiệm và sử dụng cái bộ sản phẩm này luôn. Đây là chiếc chân của chúng ta. Nó có thể kéo dài tối đa 1m6. Ngoài ra thì các bạn có thể điều chỉnh cái kích thước độ cao phù hợp. Chân thì làm bằng chất liệu kim loại nên là rất là chắc chắn. Nãy thì mình có nói là cái bộ đèn này nó kèm cái bộ gắn điện thoại. Thì mình sẽ gắn thử cho các bạn xem luôn. Cái kẹp này nó có thể kéo giãn ra. Vì vậy là phù hợp với rất nhiều loại điện thoại, từ điện thoại kích thước nhỏ cho đến lớn như là tầm iPhone 7, 8 hoặc là XS Max thì đều có thể sử dụng được. Sau khi lắp hoàn thiện thì chúng ta sẽ có bộ sản phẩm như này, cực kỳ tiện dụng và nhỏ gọn. Mình sẽ thử một vài cái chức năng của nó.
tìm hiểu thêm thông tin chi tiết và cũng như là đặt hàng các sản phẩm tại iCamera thì các bạn vui lòng truy cập website hoặc gọi đến số hotline của chúng mình. Cảm ơn và hẹn gặp lại. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.